Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì hôm nay Tiền không phải là giới thiệu con xe, báo tình trạng xe nữa và cũng như là báo giá nữa, mà hôm nay Tiền sẽ giới thiệu những chính sách hỗ trợ bên Tuyền và những cái đặc điểm mới mẻ ở bên cửa hàng của Tiền nha. Thì do là con xe này Tiền giới thiệu đến tất cả các bạn, thì con xe này là đã có khách đặt cọc rồi và đã có khách chốt rồi, thì nhưng mà do cái màu quá đẹp cho nên Tiền mang ra sẵn đây giới thiệu đến cho tất cả các bạn biết một số chính sách ở cửa hàng của mình luôn nha. Thì hiện tại con xe Tiền giới thiệu đến cho tất cả các bạn đó chính là con Vespa, Vespa 125 ABS nha các bạn. Thì con này cái màu gốc của nó, màu cổ của nó chính là màu trắng nha, màu zin của nó màu trắng, nhưng mà do khách có nhu cầu sơn đổi màu thời trang thì bên Tuyền cũng có hỗ trợ sơn cho các bạn luôn. Thì con này giá sơn ở ngoài thị trường thì tầm khoảng 5-6 triệu nha các bạn, thì cũng tùy chỗ, nhưng mà giá thị trường chung thì là 5-6 triệu, nhưng mà bên Tuyền chỉ hỗ trợ là lấy tiền nước sơn thôi, bao công hoàn toàn cho tất cả các bạn luôn. Coi như đây là chính sách hỗ trợ để cho tất cả các bạn có thể yêu thích màu nào thì mình có thể làm được những cái màu đó. Thì giá bên Tiền thì chỉ tầm khoảng 3-4 triệu thôi nha các bạn. Thì tùy, do là tùy màu sắc nha, cho nên không phải là cứ giá chung là 3 triệu là màu nào cũng được, thì do là tùy màu nữa. Thì tất cả các bạn mình thích màu nào thì mình cứ liên hệ trực tiếp với cửa hàng chốt con xe đó, và muốn lên màu đó, muốn lên kiểu dáng như thế nào cũng được luôn. Thì bên Tiền chỉ sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn hoàn toàn là bao tiền công luôn, không lấy công gì hết, chỉ lấy tiền nước sơn lại thôi. Thì đây là một phần hỗ trợ nhỏ đến cho tất cả các bạn, để các bạn có thể sở hữu một cái con xe mình yêu thích và một cái màu xe mình yêu thích luôn. Thì nhiều người cũng thích cái màu xe màu phong thủy theo mệnh của mình á, thì sơn theo màu phong thủy cũng vẫn được luôn nha các bạn. Thì ngoài chính sách hỗ trợ này ra, thì khi mà mua xe bên Tuyền á, ngoài bao động cơ zin 100% ra, bao test hãng, thì là bao xe không đâm đụng, không ngập nước nữa nha các bạn. Thì bên cạnh đó cũng có chính sách bảo hành cho mình, đó là chính là bảo hành động cơ 6 tháng, ắc quy 3 tháng nha các bạn, thay nhớt một lần miễn phí và sẽ sinh bộ nồi động đó là chọn đời luôn. Thì Tiền sẽ nói sơ qua những chính sách của Tiền như vậy. Thì còn rất là nhiều cái ưu đãi hơn nữa và nhiều cái hỗ trợ hơn nữa, thì các bạn mình cứ thích con xe nào và mình muốn thay đổi làm sao như thế nào thì các bạn cứ liên hệ với Tiền, Tiền sẽ trực tiếp tư vấn cho các bạn nha. Và bây giờ mời các bạn cùng Tiền xem sơ qua một con xe này của vị khách đã chốt ở cửa hàng của mình nha, cho các bạn xem là đi cái màu nước sơn cực kỳ đẹp luôn nha, không có bị lỗi chỗ nào luôn, đẹp là không tì vết luôn nha các bạn. Là con xe này ra là tất cả ai cũng rất là hài lòng luôn nha. Bạn nào yêu thích thời trang, màu thời trang thì hay là màu phong thủy gì cũng được, cứ liên hệ trực tiếp với mình nha, thì mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình và rất là hân hạnh được đón tiếp các bạn luôn. Thì hôm nay video của Tiền đến đây là kết thúc. Thì hôm nay chủ yếu là giới thiệu sơ qua cho tất cả các bạn những cái chính sách hỗ trợ đơn giản như vậy. Thì chỉ có riêng tại Thành Tâm thôi nha. Thì các bạn mình cần được tư vấn cụ thể hơn thì để lại số điện thoại phía dưới, Tiền sẽ trực tiếp tư vấn tất cả các mẫu xe theo nhu cầu của tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.